Ở cây liễu hạnh đây chị nhá. Em chọn cho chị cái cây này nó vừa thoát thân. Đây ạ, nó thoát được khoảng tầm hơn 20 cm. Đường kính gốc của nó được tầm hơn 2 cm thoải mái. Chiều cao ạ, cao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1m4 thoải mái luôn ạ. Cây này 1m4, 1m5. Liễu hạnh đây nhá chị nhá. Hoa của nó có đẹp không? Hoa rất đẹp luôn chị ơi. Đó. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Mà cây này tán cũng sum đẹp. Đây là cây thứ nhất ạ. Cây thứ hai, cây này đang có nụ đây, có mấy cái nụ. Gốc của cây này thì to hơn, đường kính của nó chắc tầm được 3 cm thoải mái chị ạ. Nhưng nó thoát thấp hơn được tầm chục 10 cm. Nụ đây ạ. Và các cái nụ nhỏ đây. Đó. Cây nữa đây ạ. Cây này thoát được khoảng tầm 40. Đây có một vài cái nụ đây chị. Cái cây này mới tỉa nên là trông nó kiểu không được tròn xoe. Nhưng mà những cái cây mà cứ sửa tỉa nhiều như này ấy, thì ít nữa là dăm cành nó ra nó sẽ rất là đẹp luôn ạ. Thế còn cây bụi thì nhà em nhiều lắm. Đây các cây bụi. Cây bụi cao khoảng tầm đây như cây bụi này cũng rất đẹp này chị này. Đấy, cao khoảng tầm 1,5 m thoải mái luôn ạ. Cây rất đẹp luôn. Đấy, chị ưng cây nào thì chị báo em. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây liễu hạnh ạ, xin vui lòng alo nhé. Số điện thoại là 0977973535 ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ.